Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2022, được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu, ngày 11 tháng 1 năm 2022 hôm nay. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Cục xuất nhập khẩu nhận định, năm 2022, ngành hạt tiêu tiếp tục khai thác các thị trường xuất khẩu truyền thống, đặc biệt nước Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, tình hình kinh tế Mỹ đang có tín hiệu phục hồi, kéo theo nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tăng. Dù Mỹ tăng nhập khẩu hạt tiêu từ một số nước sản xuất lớn khác như Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc, tuy nhiên, lượng nhập khẩu vẫn ở mức rất thấp. Trong khi hạt tiêu Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh, giữ vững thị phần ở thị trường này. Ở một khía cạnh khác, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu năm 2021 cũng có sự thay đổi lớn. Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế biến chuyên sâu. Ngoài ra, ngành hạt tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho ngành sản xuất mỹ phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Người dân được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người, khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu sử dụng làm gia vị cho các món ăn tại nhà hàng và khách sạn giảm. Năm 2021 vừa qua đã đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hồ tiêu Việt Nam sau 4 năm chật vật. Trong năm 2021, giá hồ tiêu đã tăng từ giữa tháng 2 cho đến vụ thu hoạch tiêu của nửa cuối tháng 3 năm 2021. Các đại lý đã thu mua với giá cao trong khoảng từ 76.000 đồng 1 kg cho đến 79.500 đồng 1 kg. Một điểm nổi bật khác là mức giá đã có lúc tăng đến 90.000 đồng 1 kg vào cuối tháng 10. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối năm 2017 đến nay. Mức giá hiện tại vẫn cao hơn từ 51% đến 54% so với đầu năm nay, và đây cũng là mức cao rất đáng kể. Trong vài năm gần đây, chuỗi giảm giá kéo dài 4 năm liên tiếp đã kết thúc và một chu kỳ tăng giá mới đã được báo hiệu trong ngành hồ tiêu. Hầu hết các chuyên gia, các nhà xuất khẩu và sản xuất hồ tiêu đều cho rằng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 do cung và cầu hồ tiêu nay đã dần tái cân bằng, thậm chí có thể khan hiếm nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Giá tiêu cũng tăng mạnh tại hầu hết ở các thị trường lớn trên thế giới trong năm 2021. Nguyên nhân chính là do sự lo ngại về sản lượng hồ tiêu tại Việt Nam, vì nước ta vẫn là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất. Còn trên thế giới, nếu sản lượng được dự báo giảm nhiều nhất là 8% trong năm nay, thì nguồn cung xuất khẩu giảm sẽ là động cơ của đợt tăng mạnh này. Năm 2021 cũng là thời điểm hạt tiêu của Việt Nam sẽ thay đổi lớn về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, tiêu đen xay và tiêu trắng đã xay đều tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay đang giao dịch ở mức 78.500 đồng 1 kg cho đến 82.000 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, thu mua với giá 80.000 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, giá thu mua ngày hôm nay neo tại mức 79.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được ghi nhận ở mức 80.000 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 82.000 đồng 1 kg. Với mức giá này thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang tiếp tục ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay là 81.000 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ giá thu mua thấp nhất của cả nước là 78.500 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2018, nhưng do thiếu nguồn cung, nhiều người trồng tiêu không mấy tin tưởng vào hạt tiêu đen, thậm chí giảm diện tích trồng để bớt phụ thuộc vào thị trường biến động. Việc giá hồ tiêu xuống thấp trong những năm trước khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Theo khảo sát thực tế, nhiều nông dân không bán được với giá cao như vậy vì tiêu của vụ trước đã bán gần hết. Nông dân trồng tiêu sẽ sớm thu hoạch vụ tiếp theo, nhưng sản lượng vẫn thấp do hầu hết tiêu vẫn còn xanh và việc thu hoạch chậm do thiếu nhân lực lao động. Do tình hình sản xuất hạt tiêu của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh trong năm nay. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới đã cảnh báo về sản lượng hồ tiêu sụt giảm trên toàn cầu do sản lượng của Việt Nam giảm 8%. Nguồn cung tiêu hiện nay đang tiếp tục được bổ sung khi mà Việt Nam đang trong vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, dù giá tiêu có tăng, nhưng nhìn chung vẫn ở mức rất thấp,
trong khi chi phí sản xuất có xu hướng tăng mạnh hơn. Hiện nay, dù giá hồ tiêu có tăng, nhưng nếu tính giá phân bón và nhân công lao động thì lại tăng nhiều hơn, do đó, người trồng tiêu cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia đều nhận định, đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu đều có chung một kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng. Do cung và cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Tất cả mọi dự báo đều chỉ ra một chu kỳ phục hồi giá mới với nhu cầu toàn cầu cao và nguồn cung thiếu hụt, nhưng vẫn là rủi ro lớn với người trồng tiêu. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm là do nhu cầu thu mua chậm lại trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt phong tỏa nên lượng mua hàng từ Trung Quốc không cao như dự kiến. Đồng thời, việc thu mua chậm lại do tình trạng tắc nghẽn ở các cảng Mỹ khiến lượng hàng hóa không được lưu thông thuận tiện, dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng. Cục xuất nhập khẩu dự báo giá hạt tiêu có khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giới đầu cơ ngưng bán hàng ra và các đại lý cũng bán hàng cầm chừng. Đồng thời, giá hạt tiêu thế giới có thể tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu dịp cuối năm tăng. Hiệp hội Thương mại Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ IPSTA đang lên kế hoạch triển khai giao dịch hạt tiêu đen giao ngay trên nền tảng điện tử của mình, giúp tập hợp nông dân và thương nhân để xác định giá cả hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang thảo luận với Hội đồng Gia vị Ấn Độ để đảm nhận vai trò là cơ quan quản lý giao ngay điện tử sau những thành công trong việc đưa ra cơ chế xác định giá hạt tiêu đen kỳ hạn toàn cầu trong khoảng 6 thập kỷ. Các chuyên gia đánh giá, thị trường đang lặp lại những đợt giảm giá của tháng 11 năm 2021 với những tác động tương tự. Khi mà giá giảm, không đơn giản bởi yếu tố cung cầu, minh chứng rằng giá bán xuất khẩu của hồ tiêu không hạ từ đầu tháng 11 năm 2021 đến nay. Việt Nam hiện vươn lên là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới với 40% sản lượng xuất khẩu sang 110 quốc gia. Năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu, nhưng xuất khẩu hồ tiêu vẫn ổn định, sản lượng đạt 285.000 tấn và giá tăng dần. Năm nay, dự đoán xuất khẩu tiêu giảm xuống còn khoảng 265.000 tấn. Ngành hồ tiêu trong nước đang nỗ lực tìm hướng phát triển bền vững bằng cách khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ. Nguồn cung dồi dào và chất lượng khiến Việt Nam còn là địa điểm lý tưởng để cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài mở nhà máy chế biến sâu gia vị, trong đó có hồ tiêu. Trong nhiệm kỳ 6, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã làm rất tốt các nhiệm vụ. Trước hết, trong hoạt động của Hiệp hội đã tạo ra sự đoàn kết thống nhất cao và luôn nhận được sự ủng hộ về mọi mặt của hội viên về vật chất cũng như tinh thần. Đối với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, chính quyền các tỉnh trọng điểm sản xuất hồ tiêu, các hiệp hội địa phương đều có mối quan hệ tốt, hợp tác trao đổi thông tin và giải quyết tốt các công việc liên quan. Đối với quan hệ quốc tế, Hiệp hội có quan hệ thường xuyên và rất tốt với Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, APC, Hiệp hội Gia vị Hồ tiêu các nước trong tổ chức IPC, Hiệp hội Gia vị Châu Âu, ESA, Hiệp hội Gia vị Mỹ, ASTA. Nhờ đó, mọi thông tin và các vấn đề vướng mắc đều được giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ 7, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin, nghiên cứu thị trường thị hiếu để đưa ra thông tin tốt, giúp nông dân có định hướng đúng trong phát triển sản xuất hồ tiêu. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu có được chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro cho ngành công nghiệp hồ tiêu Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề từ sản xuất tới thương mại, xuất khẩu của ngành hồ tiêu Việt Nam trong phạm vi trong và ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong IPC mà Việt Nam là thành viên, là nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất, tạo sự liên kết đồng thuận để có thể phối hợp quản lý và điều tiết được nguồn cung toàn cầu. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thúc đẩy thương mại, thúc đẩy xuất khẩu, xúc tiến thương mại và thúc đẩy thị trường tiêu thụ hồ tiêu nội địa. Rick Hughes, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!